Như vậy Rap Việt mùa 3 đã sắp kết thúc vòng 1. Các bạn hãy cùng Rap Việt Moment dự đoán những thành viên còn lại của các đội nhé. Với team Thái Việt Di, anh đang sở hữu nhiều gương mặt 4 chọn. Nhưng theo chúng tôi, nếu xét theo yếu tố kinh nghiệm và trình độ, Rap team anh sẽ khó so bì với team Andre và BJ. Những thành viên nổi trội nhất của anh lần lượt là Lil Grayson, Milodic, Hira, và ở tập cuối này anh sẽ hoàn thiện đội hình của mình với quay vi của Ocean Mode. Còn với team BJ, chúng tôi đánh giá mạnh nhất nhì sau vòng 1 với lần lượt những cái tên kinh nghiệm và lyrical hạng nặng như Dick, 24K Rai, Lo, và các bạn đã có fame từ trước như Juno, Big Boy hay DT. Ở vòng cuối này, BJ sẽ kết nạp thêm một nhân tố là Double T và kết thúc đội hình 8 người của mình, trong đó có một rapper nữ là Umi. Qua với huấn luyện viên Andre, anh liên tục thất thế khi không được các thí sinh chọn cũng như ban giám khảo đưa vào ở những tập đầu tiên, nhưng với sự bổ sung của Minh Lai thì team anh đã ổn hơn rất nhiều. Ở tập cuối này, chúng tôi dự đoán là sân chơi của huấn luyện viên Andre khi các thí sinh sẽ liên tục vào đội của anh với những nhân tố nổi bật như SMO và Dilo. Với màn nhá hàng của bên chương trình, chúng tôi dự đoán nón vàng sẽ dành cho SMO và thành viên còn lại sẽ là ông Hoàng Ăn Lay Shock Ti Thăng. Còn ông Hoàng Văn Xe, ông Big Daddy, thành viên cuối là Nob Đi, người chung nhóm của Rick, một rapper rất nổi thời gian vừa qua với những bài diss sinh. Theo chúng tôi, team Big Daddy cũng nhiều nhân tố trẻ từ Melody Tung như Ogenus, Limit Liệt hay Lyrical Huri Khan. Phát lô thì chúng ta có Tết và Gừng, và đặc biệt là Pháp Kiều, một thành viên LGBT không đụng hàng trong chương trình. Cảm ơn các bạn đã xem, còn các bạn thì dự đoán thứ bảy này ai sẽ về với ai, cùng comment ở đây nhé.